Chào tất cả các bác, hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái máy mài cầm tay. Máy mài này thì em mua trên Shopee. Đây là máy có cái tên là Hitachi nhé. Máy này dùng đá cắt 100 mm. Thì cái máy này em mua là 410.000 ạ. Trên đấy là 410.000 có giảm giá, thì là 405.000 cả phí ship. Em mua cái sản phẩm này thì mua trước Tết, nhưng mà ra sau Tết thì ăn Tết xong người ta hôm nay người ta mới giao. Nhìn cái quảnh quan ban đầu thì nhìn chất lượng vỏ cũng không được sắc sảo cho các bác nhé. Nói chung là tiền nào của nấy thôi, mua hàng vài triệu thì nó sẽ khác. Còn đây là em mua trên nguyên thân này thì nó giá 400.000. Thì em có bảo người bán hàng là chọn cho cái sản phẩm trông nó cũng tương đối. Thì để em giới thiệu khách hàng thì cái sản phẩm nhìn ban đầu đây này, những cái mối nối của nó sần sa sần sùi đấy, đây này nó không được phẳng đâu các bác. Nói chung là hàng vớ vẩn thôi, cũng không phải đấy, bởi vì em do công việc của em thi thoảng em mới đi cắt dây điện, không gọi là cắt bằng kìm thì nó đau tay, mà đi mang đi xa thì không thể mang kìm đi được, nên là em sẽ mang mua một cái máy nhỏ nhỏ như này để mang đi làm. Có mang đi thì mình có cắt ít dây điện, loại dây nhôm to to là em mang cái con máy đi em cắt, bởi vì mang cái kìm cắt sắt đi thì nó nặng. Về cái ngoại quan thì nhìn trông khá là bắt mắt. Đây là nút bấm đấy các bác này, thì em mới thử cho các bác xem đây nút bấm này. Còn đây là khi mà mình bấm cái này vào sẽ lấy cái này hãm. Nói chung bấm thì khá là ổn. Vỏ thì nhìn trông lỏng lắm đây các bác này. Đây này. Đấy, vỏ thì nhìn trông lỏng. Tem mác thì tem này là chủ tự dán thôi, bởi vì người ta nhập hàng về là hàng lỏng, hàng ấy thì người ta có mang về người ta dán, đây dán còn không đâu mới đâu đây các bác này. Dán không khít này, đây này. Đấy. Bên trên này thì làm bằng gang nhôm pha gang ấy. Nó nhẹ không, kết cấu thì nhìn trông trên này kết cấu thì trông cũng khá ổn nha các bác nhé. Còn thiết kế thì bên trong thì chả phải nói, thì các bác biết các loại máy này thì nó thiết kế trong này thì đó là động cơ không chổi than. Shop có cam kết là dây đồng, nhưng mà nói chung là nếu mà mình dùng ít thì dùng cho gia đình thì được, nhưng mà nếu mà dùng nhiều thì không ăn thua, các bác lên dùng cái loại máy đắt tiền hoặc là cái loại máy dùng cái loại máy cầm tay, cái loại máy chạy điện ấy, thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Cái này chỉ là tiện dụng thôi. Do nó chạy động cơ 5 châm nên là cái vặn cái này nó sẽ khó, rất là nặng đấy các bác nhé, nó cứ tạch 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 tạch, nhưng mà không vấn đề gì cả. Đấy, không vấn đề gì. Muốn tháo thì các bác cứ tháo mấy con ốc này ra, còn do em ít dùng nên là em cũng chả tháo ra làm cái gì cả. Mai tháo cái chỗ này ra cho nó ít mỡ vào đây. Đấy. Công việc của em nó không cần máy đắt tiền nên em toàn mua máy nhái thôi. Cái máy khoan trước thì em mua máy nhái, khoan cái máy cắt này thì em mua máy nhái thôi. Để mua đắt tiền về cũng chả dùng, lãng phí, mà đắt tiền quá thì nâng như nâng trứng thì cũng phí hoài. Về quang quật thì nó khó. Đây này, nó còn không cho một cái móc này luôn này, nó cho cái đoạn dây để mình buộc này. Nhái nhưng mà này cũng không ăn thua, không bằng cái máy nhái kia của em nó còn cho dây, cái máy này lại không cho dây. Với là nó không cho mình cái tay cầm này đâu các bác nhé. Đây này, nó có một tay cầm ở đây và cái đai bảo vệ ở đây, cắt đá 100, nhưng mà nó phải cho mình một cái đai đây. Thì nhà các bác nào mà có cái máy ấy, thì có cái máy cầm tay mà cái máy điện ấy, thì nó có cái cắt đá 100 mới có cái vòng ở đây, thì về chắc là lắp cái này sẽ vừa. Hôm nào em đi làm thì em mới lấy cái đấy về em lắp thử. Còn đây em sử dụng cái cục pin này để chạy. Cục pin này em tự đóng, pin 10 sao, chạy pin Samsung, mua pin mới cũng 70.000 một quả.
vỏ viết này nữa cũng gần 1 triệu bạc đấy các bác. Nói chung là đầu tư tốn tiền, do là dùng một cục này và em chạy cho cả máy bắn bu lông và máy khoan, nhưng mà cái tỷ số em dùng thì nó không nhiều, bởi vì là cái công việc nó bắn đi làm thì cũng toàn bắn mấy con ốc lặt vặt, chứ không cũng không phải bắn nặng, bắn từ 17, 19 đổ xuống chứ mà bắn không nhiều. Bây giờ em sẽ thử máy cho các bác. Đây máy nó có phụ kiện ở đây, nhìn trông thì cũng bóng loáng bóng loạn đây, nhưng mà loại này không biết được 3 bữa nửa tháng này lại han gì hết. Bảo shop là gửi cho cái hàng tốt tốt tí để giới thiệu cho khách, giới thiệu cho khách ông nào muốn mua thì giới thiệu. Đây em có gắn vào pin này rồi các bác này, pin Makita thì pin này thì những cái loại nhái này là lắp được hết nhé. Như trước thì em thấy con Volto ngày xưa em dùng con máy khoan của Volto em thấy khá bền, nhưng bây giờ giá trên thị trường nó cũng hơn 400 thôi, nhưng không biết là cái loại đấy kiểu dáng nhìn trông nó cũng khá là bắt mắt, thì không biết là loại đấy dùng, nhưng mà chắc cũng loại tầm tầm tiền này thì của ông Trung Quốc thì nó cũng thế thôi, tầm hơn 400 mà nguyên thân máy thì cả bộ nó có 900 mấy thì pin nó cũng không ăn thua, mà máy thì nó chỉ là sử dụng gia đình thôi chứ không cũng không không khả thi cho lắm đấy các bác nhé. Đây là tùy theo các bác có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu, nhưng mà nhìn trông kiểu dáng thì cũng như này, nhưng nó khứa khứa ở đây này, thì nó không phải là cái loại này mà lấy cái mác này để dán lung tung được. Em quay cho các bác ngoại quan. Bây giờ em thử những cái máy ở đây, cái máy Makita, máy Makita nhái, thì các bác nếu mà mua cái loại này thì các bác nên mua cái loại cầm ở dưới này nhé, nó có cái nút bấm ở dưới này, nếu mà các bác sử dụng cái nút bấm giống như kiểu máy Makita mà bấm ở trên này này thì dùng nó rất chi là khó nhé. Mình dùng nó bấm cái này mình tiện này, và mình cài trên này, này lúc nó làm sao thì rất chi là khó xử lý. Đây mình cứ chọn cái máy nó có cái nút bấm ở đây. Đấy, mình cầm mình có bấm thì mình thấy nó mình cầm mài hoặc mình cắt mình làm gì nó cũng khá tốt đấy. Còn loại này lắp pin này nó còn không đứng được rồi các bác này. Đấy. Đấy. Không biết là máy xịn thì nó có đứng được không, nhưng máy này đây. Đấy. Lắp pin này rồi mà còn không nó làm vát, đâm ra không đứng được. Bây giờ bóp thử cho các bác xem. Nói chung là máy này chạy nó do nó chạy cái khớp ấy đây này, nó chạy khá ổn. Chạy khá ổn nha các bác nhé. Mới mua về các bác nên cho máy rẻ tiền nên là về tháo mấy con ốc con ra cho ít mỡ vào nếu các bác dùng nhiều. Còn nói chung em thì mấy cái đồ này thì em ít thôi, mua về gọi là thi thoảng mang cắt chứ không toàn dùng máy cắt tay loại kia thôi, chứ không dùng loại máy này. Dùng loại máy này mà chạy thì pin này thì chắc chạy chẳng được mấy, nghe trên mạng nó chạy được 10 phút, nhưng mà pin này em tự đóng rồi, em cũng chưa thử xem là bởi công việc nó cũng chưa phải đến mức bắn mấy con bu lông ra rồi bắn vít bắn này kia thì thấy bình thường, nhưng mà chưa bắn ốc xả ga xem là nó chạy được bao nhiêu lâu. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video.